Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón trùm tay cho bé xinh xắn như thế này ha Đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón nè Thân nón này thì mình có trang trí rừng rồng cũng như là tai rồng Ngoài họa tiết trang trí này các bạn cũng có thể thay đổi những họa tiết trang trí khác ha Mẫu này thì các bạn có thể thay đổi màu hoặc là tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được Mình có hướng dẫn cách tăng size ở tầng đoạn ha Các bạn sẽ làm theo hướng dẫn nếu không hiểu ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nhé Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn guốc mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Đây là mũi móc đơn đầu tiên ha Móc vào đây một mũi dời Lưu ý cho mình khi các bạn kết thúc mỗi vòng móc á Khi móc mũi dời các bạn kéo dài sợi len lên một tí Nghiêng sợi len về đầu tay cầm kim móc Cuốt mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại Sau đó kéo sát với đầu kim và móc lên một xích Cuốt mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại nè Đã hoàn tất được vòng đầu tiên ha Vòng đầu tiên sẽ có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân đó, mỗi chân là mũi tăng mũi tăng tức là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng phía dưới nè móc vào hai mũi móc đơn ha làm tương tự cho năm chân còn lại mỗi chân ta cứ móc mũi tăng ha chân thứ hai cũng móc mũi tăng chân thứ ba tương tự ha cũng móc cho mình mũi tăng chân móc thứ tư nè cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc Chân móc thứ năm tương tự, hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Về chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn ha. Sau khi hoàn tất được đến cuối vòng thì vòng này mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn. Kết thúc tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại. Hai vòng đầu tiên mình sử dụng mũi móc đơn để móc đến vòng móc thứ ba thì các bạn sẽ thay đổi mũi móc cho mình, mình sẽ móc lên hai mũi móc xích để mình sử dụng mũi kép đơn nhé móc lên hai mũi móc xích nè thì cái vòng thứ hai của mình nó tạo ra 12 chân móc cho vòng thứ ba thì vòng thứ ba các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha tức là cũng là mũi tăng nhưng mà mũi tăng là mũi kép đơn chân đầu tiên nè móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc sau đó sẽ làm tương tự cho mình cho tất cả các cái chân móc luôn ha mỗi chân ta cứ móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc cho đến cuối vòng chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn nè Chân thứ ba tương tự, hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng thì vòng này mình sẽ tăng lên được tổng cộng là 12 mũi móc, ta tạo ra được 24 mũi kép đơn cho vòng này. Kết thúc ta đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ha. Đây là mũi kép đơn đầu tiên nè, móc vào chân móc của nó một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại, sau đó móc lên hai mũi móc xích. Đến vòng móc kế tiếp thì mình sẽ móc theo công thức như sau. Các bạn sẽ để ý cho mình 24 chân móc mà mình vừa có được ha. Thì hai chân đầu sẽ là hai chân của cái cụm mà mình tăng phía dưới. Chân đầu móc một kép đơn. Chân thứ hai sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc cho cái hàng móc này ha. Một kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân móc, nó sẽ nằm ở hai chân móc của một mũi tăng phía dưới. Móc tương tự cho đến cuối vòng mình sẽ có một kép đơn sau đó sẽ là hai kép đơn cùng chân móc tương tự cho đến hết ha sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ hoàn tất được cái vòng móc này với tổng cộng là 12 cụm móc tăng được 12 mũi cho vòng này tiếp tục kết thúc đâm kim vào chân của kép đơn đầu tiên móc một mũi dời guốc lại và lên hai mũi xích đến vòng móc kế tiếp thì mình sẽ dựa vào vòng bên trên là vòng mình vừa móc á mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ lên một mũi thì vòng mà mình vừa móc ở đây mình sẽ có là một móc kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân móc vòng kế tiếp tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ nè đây là mũi kép đơn lẻ ha thì các bạn sẽ tăng lên mình sẽ có hai mũi kép đơn mỗi chân mũi đầu tiên và mũi thứ hai khi có được hai mũi kép đơn mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng tức là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha hai kép đơn mỗi chân sau đó là hai kép đơn cùng chân móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ta sẽ có hai mũi kép đơn mỗi chân nè kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai sau đó sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc ta có được cụm thứ hai ha tương tự cho đến hết vòng sau khi móc đến cuối vòng thì mình cũng hoàn tất được vòng này với tổng cộng là 12 cụm liên tiếp tăng được 12 mũi kết thúc nè Quốt lại ha lên hai mũi móc xích vòng móc kế tiếp thì cũng tương tự như vòng mà mình vừa móc dựa vào vòng bên dưới tăng tình tiến số mũi kép đơn đẻ thì vòng mà mình vừa móc nè ta sẽ có hai mũi kép đơn mỗi chân sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân hai mũi kép đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng nè thì bây giờ mình sẽ tăng tình tiến số mũi kép đơn đẻ lên các bạn sẽ móc cho mình là ba mũi kép đơn mỗi chân ha kép đơn đầu tiên vào chân đầu tiên mũi kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba khi có được ba mũi kép đơn mỗi chân tăng hơn so với vòng bên trên một mũi thì chân kế tiếp móc hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là ta sẽ có được cụm móc này móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng sau đó sẽ tăng tịnh tiết cho mình thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa các hàng móc kế tiếp thì cứ tăng dần số mũi kép đơn lẻ lên một mũi ha ví dụ mà vòng mà mình vừa móc là ba mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình lên là 4 mũi mỗi chân, sau đó là 5 mũi mỗi chân và cứ xen kẽ như vậy là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi ta đạt được đủ cái độ rộng của cái vòng tròn này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng size ha. Sau khi đã tăng cho mình thêm được nhiều vòng móc thì đối với size này mình sẽ dừng lại ở hàng móc với cụm móc là 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng như thế này rồi. Trên màn hình mình đang hiển thị là số đo vòng đầu cũng như là chiều cao của toàn bộ phần thân nón. Đầu tiên thì cần xác định cho mình số đo vòng đầu ở sai các bạn cần móc là bao nhiêu. Khi có được số đo vòng đầu, mình sẽ lấy số đo vòng đầu nhân cho 3 phần 4, ta sẽ có được một cái kết quả. Các bạn sẽ để cái kết quả này qua một bên ha. Tiếp tục sử dụng cho mình thước dây, các bạn sẽ đo cho mình cái vòng ngoài cùng mà mình vừa có là bao nhiêu ha. Đối với những bạn nào mà khi tăng size á, các bạn sẽ ước chừng cho mình ha Khi thấy nó có cái độ rộng vừa phải rồi thì mình sẽ ngưng lại và mình đo trước Cho chất len của mình nó có độ co giãn cho nên các bạn sẽ đo tương ứng thôi ha Chứ đừng có kéo căng cái mũi móc quá Sau khi đã có được kích thước của vòng tăng cuối cùng rồi Mình sẽ lấy kích thước vòng tăng cuối cùng này Các bạn so sánh cho mình với cái kích thước mà mình vừa nhân 3 phần 4 ha nếu nhỏ hơn kích thước đó và nó nằm trong tầm khoảng kích thước đó đến lùi về 6cm thì mình sẽ không cần phải tăng size nữa. Còn nếu mà nó lớn hơn thì các bạn cần phải tăng size cho mình ha. Và khi tăng size, cái hàng móc tăng size đó nó sẽ nằm trong tầm khoảng kích thước mà mình vừa nhân 3 phần 4 cộng thêm 6cm. Thì mình sẽ để ví dụ ở trên màn hình nè, các bạn có thể dựa vào ví dụ này và mình sẽ đưa cái số đo vòng đầu ở xa các bạn cần móc vào và mình áp dụng theo công thức này mình tính ha. Như vậy là mình sẽ tính được cái kích thước của vòng cuối cùng mà mình tăng là bao nhiêu ha. Thì vòng này của mình nó đã đạt được cái số đo mà mình cần có rồi thì vòng kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Cứ móc đều cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì ta sẽ không có kết thúc vòng này ha mà mình sẽ chẻ ở cái phần sau cổ luôn nè móc lên cho mình hai mũi móc xích chứ không kết thúc hàng khi lên hai mũi xích thì mình quay ngược đầu móc và mình tiếp tục móc ha mình cũng có được tổng số mũi móc của cái hàng mà mình vừa móc các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân đầu tiên một kép đơn nè sau đó làm tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng Khi hoàn tất được đến mũi móc cuối cùng rồi thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Tương tự như hàng mình vừa móc, mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi ta đạt được cái độ sâu của phần thân nón ha. Mỗi chân mình cứ móc một mũi kép đơn. Móc đều cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa nha. Thì như vậy là phần sau cổ của mình nè Từ phía sau cổ luôn ra phía trước nó sẽ tạo ra được một cái khoảng hở như thế này ha Sau khi móc cho mình thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái phần thân nón nó sẽ tạo ra được một cái độ sâu như thế này Ở cái phần miệng của nón á, mình muốn tạo ra những cái điểm nhấn, những cái họa tiết cho phần miệng nón Cho nên khi chưa đạt được cái chiều sâu của cái phần thân nón, mình sẽ tạo họa tiết ở những cái hàng móc gần cuối cùng này ha sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi kép đơn được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi chân thứ hai thay vì móc vào chân móc các bạn sẽ không móc vào chân móc mà mình sẽ móc vào cái thân của cái mũi đó ha mình sẽ đưa kim ra phía sau vào chính giữa của mũi kép đơn cuối cùng và mũi kép đơn kế này đưa vào cái kẻ chính giữa đó đâm từ trên xuống và luồn từ dưới lên cái chân móc kế tiếp cái thân chân móc kế tiếp ha tức là mình sẽ đẩy cái thân của mũi kép đơn đó lên trên kim móc vào đây mũi kép đơn ta sẽ tạo ra được một cái mũi ngoặt ngoài nè tiếp tục cái mũi kế tiếp thì thay vì móc vào chân móc mình sẽ không móc vào chân móc mình sẽ làm ngược lại với cái mũi đầu tiên tức là không đẩy thân chân móc lên kim mà đưa kim xuống phía dưới và đẩy cái thân chân móc đó xuống dưới kim ha đẩy xuống dưới kim như thế này móc vào đây mũi kép đơn ta sẽ có được mũi ngoặt trong nó nằm ở phía dưới Xen kẽ sẽ là mũi ngoặt ngoài ha Thay vì móc vào chân móc mình sẽ đẩy cái thân chân móc đó lên trên kim Móc vào mũi kép đơn Ta sẽ có được mũi ngoặt ngoài nè Xen kẽ sẽ là mũi ngoặt trong ha Thay vì móc vào chân móc ta đưa kim xuống dưới Đẩy cái thân chân móc đó xuống dưới kim Móc vào mũi kép đơn Ta sẽ có được một mũi ngoặt trong ha Hoặc là mình cũng có thể gọi là mũi ngoặt trên và mũi ngoặt dưới á Móc tương tự cho đến cuối khi móc được đến cuối thì chân cuối cùng nhớ mình móc luôn vào chân móc chứ không cần phải móc mũi ngoặt nữa nha Hoàn tất được cái hàng móc tạo ra họa tiết cho cái phần viền nón rồi nè Và khi móc cái họa tiết này nó cũng giúp cho phần thân nón của mình nó hơi bo lại Nó sẽ ôm sát được vào cái phần đầu hơn ha Móc lên hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại Hàng này thì cũng làm tương tự như hàng vừa móc Móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn sau đó mình sẽ móc xen kẽ mũi ngoặt trong và mũi ngoặt ngoài Để ý cho mình ở cái thân của mũi đầu tiên Nó nổi lên bên trên thì các bạn sẽ móc cho mình mũi ngoặt trên ha Tức là mũi ngoặt ngoài Đẩy cái thân chân móc đó tiếp tục lên trên kim Sau đó móc vào mũi kép đơn Ta sẽ được mũi ngoặt ngoài Và lúc này cái mũi của mình nó sẽ kéo dài lên nè à. Tiếp tục xen kẽ cái mũi kế tiếp nó nằm ở bên dưới Tức là mũi ngoặt trong thì các bạn sẽ đưa kim xuống dưới và đẩy cái thân đó xuống dưới kim móc vào đây mũi kép đơn ta sẽ được mũi ngoặt trong ha mình sẽ làm xen kẽ tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối thì cái đường gân của mình nó sẽ kéo dài ra hơn nè móc tương tự cho mình cho đến hết ha mũi ngoặt ngoài thì mình sẽ móc cái mũi ngoặt ngoài còn mũi ngoặt trong thì mình sẽ móc mũi ngoặt trong vào cái thân đó sau đó sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái độ sâu của phần thân nón. Từ phía sau ớt ra tới cái phần mặt ha. Thì trên màn hình mình đang hiển thị đây là cái độ sâu của phần thân nón ở size các bạn cần móc ha. Mình sẽ cần móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái độ sâu này. Sau khi đã hoàn tất được toàn bộ cái độ sâu của phần thân nón rồi ha. Ta sẽ có được một cái form nón trùm tai xinh xắn như thế này. Bây giờ mình sẽ viền lại một hàng để kết thúc cái phần miệng của nón nè xác định cho mình mặt phải của sản phẩm là cái mặt mà có hàng kép đơn là mặt phải ở bên trên đỉnh nón nè điểm kết thúc của mình nó nằm ở góc bên này thì các bạn sẽ cắt len cho mình ha lên một mũi móc xích sau đó cắt len nếu mà mình viền liên tục thì quay ngược đầu móc cái mặt phải của mũi móc đơn này nó sẽ nằm ở bên trong nó sẽ không đẹp ha còn đối với những bạn nào mà điểm kết thúc nó nằm ở đầu còn lại thì lúc này mình sẽ không cắt len và mình bắt đầu viền từ cái điểm này luôn ha ta có được cái form nón như thế này độ sâu bằng với lại kích thước mà mình cần có rồi ha đâm kim vào cái chân đầu tiên đó sau đó móc lên một mũi móc xích các bạn sẽ móc cho mình mũi đơn vào các cái chân móc mỗi chân móc một mũi đơn cho đến cuối hàng ha ta sẽ viền lại được cái phần miệng nón khi mà mình viền nhớ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc để cắt len không phải giấu len nhiều nha viền tương tự cho mình cho đến hết khi viền được đến hết rồi lên một bụi móc xích sau đó cắt lên, ta sẽ hoàn tất được form nó. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần dây đeo ha. Để tạo được phần dây thì các bạn sử dụng cho mình sợi dây nè. Mình sẽ kéo một đoạn vừa đủ ha, tầm khoảng một mét rưỡi hoặc là tùy vào chiều dài, các bạn có thể cắt cho mình dài hơn cũng được. Sau đó mình sẽ tiếp tục gặp lại. Ở đây mình sẽ có hai cái đầu gặp lại như thế này kéo một đoạn vừa đủ ha sau đó cắt cái đoạn len này đi thì ở cái đầu còn lại này mình sẽ có hai đầu len cắt và một đầu len nối các bạn cắt cho mình cái đầu len nối luôn sau đó tách hai sợi ra canh chỉnh cho hai cái đầu của cái sợi này nè bằng với nhau sau đó mình sẽ đưa cái phần nút này các bạn đâm kim cho mình vào một cái chân móc cuối cùng của cái hàng viền ở cái phần miệng á sau đó kéo cái nút mà mình vừa có qua cái chân móc này. Lúc này mình sẽ móc chập đôi sợi ha. Từ đây móc lên một dây móc xích sao cho nó hết cái đoạn dây này. Hoặc là tùy vào các bạn có thể canh chỉnh chiều dài này nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sau khi hoàn tất được cái sợi dây đó rồi làm tương tự cho mình cho đầu còn lại thì ta sẽ hoàn tất được form nón trùm tay xinh xắn như thế này ha. Đây là cái phần mình có thể cột vào để cố định lại được thân nón trên phần đầu nè. Bây giờ mình sẽ móc họa tiết trang trí. Mình sẽ móc phần tay trước ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên hai mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 12 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm khi có được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi đâm kim vào chân của mũi kép đầu tiên móc một mũi dời guốc lại và lên hai mũi móc xích ta hoàn tất được vòng đầu tiên ha tạo ra 12 chân cho vòng thứ hai vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là mũi tăng tức là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc nó sẽ tương tự như cách móc ở cái hàng thứ ba, hàng kép đơn đầu tiên ở phần đỉnh nón nè. Mỗi chân tay sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu ha. Móc vào hai mũi kép đơn nè. Sau đó làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối. Sau khi móc đến cuối hàng rồi thì các bạn móc lên một mũi móc xích. Đối với size này mình sẽ dừng lại ở hàng tăng với hai mũi móc những bạn nào mà móc size to hơn thì tăng sai cho mình thêm một hàng ha. Tức là mình sẽ móc một mũi kép đơn sau đó là mũi tăng. Bây giờ mình sẽ viền lại phần tay. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn rồi lên hai mũi móc xích. Lúc này các bạn để ý cho mình ở chân của mũi đơn mà mình vừa móc, đâm kim cho mình vào cái đường nóc nằm bên trên theo chiều mình móc nè. Đồng thời đâm kim vào cái chân móc nằm thẳng của cái mũi đó. Móc vào đây mũi dời. Sau đó mình bỏ qua một chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Từ đây móc lên hai mũi xích và làm tương tự ha. Đâm kim vào đường nằm bên trên của chân mũi móc đơn đó và một đường nằm thẳng của mũi móc đơn đó. Móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục bỏ qua một chân móc móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Cho tất cả các cái size khi các bạn tăng cái phần tay mình đều viền một hàng viền tương tự như vậy ha. Lên hai xích móc vào đây một mũi dời bỏ qua một chân móc móc vào chân kế tiếp mũi móc đơn sau đó viền tương tự cho mình cho đến hết khi viền hoàn tất cho mình được đến cuối thì lúc cuối cùng mình cũng còn dư lại một chân móc chân móc đó mình sẽ không móc mà ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời kéo dài sợi len và cắt len các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình khâu vào trong thân nón ha ta có được cái phần tay như thế này canh chỉnh cho mũi móc của mình nó đều lại nè thì mình có được cái phần tay cúp lại như thế này ha bây giờ mình sẽ khâu vào trong thân nón đối với phần sần thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cho mình kim 2,5 mm mình dùng kim 2 đầu 34 dùng đầu số 4 tương đương kim 2,5 mm ha các bạn sẽ móc cho mình cái phần sần để cho phần sần của mình mũi móc nó được dính cứng cáp hơn là khi mình sử dụng kim 3,5 mình sẽ móc hai vòng móc tương tự như hai vòng ở cái phần đỉnh nón luôn thì độ rộng của phần sừng nó sẽ dừng lại ở 12 chân móc này vòng kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn và không cần phải tăng mũi nữa ha đối với những bạn nào mà dùng kim 3,5 thì vòng đầu mình chỉ cần móc 5 mũi vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn mình sẽ có được tổng cộng là 10 mũi ha đối với kim 3,5 còn ở đây mình sử dụng kim 2,5 nên mình sẽ tạo cái độ rộng với 12 mũi móc luôn mỗi chân là một mũi móc đơn ở cái hàng thứ ba nè móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời kết thúc nhớ guốc lại cho mũi dời nhỏ lại lên một mũi móc xích sau đó làm tương tự cho mình thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi cái phần sừng của mình nó đạt được một cái độ sâu ha các bạn sẽ để ý cho mình ở phần sừng nó sẽ có hai nhánh một nhánh là sừng dài và một nhánh là sừng ngắn nè thì sân ngắn các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 6 hàng móc Sân dài thì sẽ móc khoảng tầm 8 hàng móc Sau đó mình sẽ nối lại Khi móc hoàn tất được một sân thì mình sẽ cắt len Còn sân còn lại khi hoàn tất được cái độ dài rồi Thì các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên theo chiều mà mình đang móc Đồng thời đưa cho mình cái kim vào cái sân thứ hai mình sẽ đâm kim vào một chân móc bất kỳ ha khi đưa kim vào hai chân móc song song như thế này thì móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình khoảng tầm 2 cho đến 3 mũi móc đơn để nẹp lại. Chân thứ hai nè, hai chân móc song song với nhau. Móc vào đây mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ ba tương tự ha, đâm kim vào hai chân móc tương đương với nhau. Móc vào đây mũi móc đơn. Chân thứ tư nè, các bạn có thể nẹp cho mình khoảng tầm 3 cho đến 4 mũi nha. Sau khi đã nẹp được hai sừng lại với nhau rồi thì bây giờ mỗi bên mình sẽ còn lại cái số mũi móc tương đương. Ở đây mình nẹp 4 mũi thì mỗi bên của mình sẽ còn lại 8 mũi ha. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì ở bên cái sừng ngắn này mình sẽ móc 8 mũi móc đơn vào 8 chân còn lại nè. Khi hoàn tất được 8 chân ở cái sừng ngắn này rồi thì tiếp tục sừng dài là cái sừng còn lại ha. Các bạn cũng làm tương tự cho mình. Còn 8 chân thì mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau khi móc được đến cuối rồi đâm kim vào chân móc mũi đơn đầu tiên, tức là cái chân mũi mà mình móc đơn lẻ ha. Móc vào đó một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì như vậy lúc này cái độ rộng của phần sân của mình nó sẽ dừng lại ở 16 mũi móc nha nó sẽ tạo ra được một cái đồ rộng như thế này các hàng kế tiếp thì mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi cũng không cần phải giảm mũi mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi toàn bộ phần sườn nó đạt được cái chiều cao như các bạn cần là được ha sau khi đã hoàn tất cho mình được cái chiều cao của phần sườn rồi các bạn sẽ móc cho mình hai sườn tương đương nhồi gòn vào bên trong và cắt một đoạn len vừa đủ dài ha mình sử dụng đoạn len này mình khâu vào trong thân nón khi khâu thì cũng giống như là cách các bạn khâu vá bình thường ha đâm kim vào những cái chân móc tương ứng sau đó mình sẽ khâu lại khi khâu hoàn tất được hai sừng vào thân nón rồi thì bây giờ cái phần tay nè phần tay thì các bạn sẽ gặp cho mình theo cái chiều này mình sẽ khâu sát mép với phần sừng ha khâu một hàng móc thôi Sau khi khâu hoàn tất được phần tay rồi thì các bạn làm tương tự cho phần tay còn lại. Ta sẽ hoàn tất được phần thân nó như thế này ha. Mẫu này thì các bạn có thể thay đổi màu hoặc là mình tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.